Mấy ngày nay lên mạng xã hội thì các bạn thấy rằng là khi mà áp dụng luật mới sang ngày 1/8 thì có hai thông tin nó liên quan đến hai cái loại hình bất động sản. Một đó là đất nền, cái thứ hai là đất nông nghiệp, và rất nhiều người, rất nhiều các bạn nói rằng nó sẽ tăng mạnh sau khi mà áp dụng luật vào trong thời gian tới. Thì theo cái quan điểm của tôi thì nó lại trái ngược lại. Tất nhiên là bất động sản nó gồm rất nhiều loại hình, rất nhiều loại thị trường, rất nhiều loại khách hàng khác nhau, và sẽ có chăng chỗ tăng chỗ tụt, nhưng mà cơ bản thì các bạn biết rằng là luật ban hành ra mục tiêu đó là để gì ạ? Để phát triển kinh tế, để ổn định, để minh bạch, để rõ ràng, để chuyên nghiệp hơn cho một cái thị trường rất quan trọng đối với nền kinh tế, đó là thị trường bất động sản. Chứ không phải luật đề xuất ra, ban hành ra để cho mà gì ạ? Cái giá đất, cái tài nguyên tăng giá, rồi là người dân khó tiếp cận được mua nhà, hay là cái chi phí sản xuất tăng cao, nó sẽ là rào cản cho cái việc phát triển kinh tế. Nên là các bạn hiểu bản chất là luật làm ra để làm gì, đúng không ạ? Luật ban hành ra để làm gì? Quay trở lại câu chuyện đầu tiên, đó chính là liên quan đến đất nền. Các bạn biết rằng là cái thông tin mà liên quan đến 105 địa chỉ nơi, thị xã, thành phố gì đó cấm việc phân lô bán nền, và nhiều người cho rằng là sẽ khan hiếm. Thì các bạn phải đọc ngược lại rằng là gì, là trong mấy năm vừa qua thì cái số lượng phân lô bán nền nó quá nhiều. Cái thứ hai rằng ấy, là để mà tăng giá được thì nó phải cần một thời gian dài, cái người dân cần tích lũy thu nhập, đúng không ạ? Trong mấy năm vừa qua kinh tế là gì ạ? Nó suy thoái, GDP chậm phát triển đi, và cái thu nhập bình quân đầu người Việt Nam không tăng cao, thì làm sao mà dân có tiền mà đầu tư tích lũy được nữa mà tăng giá? Thì nó phải cần một thời gian tiếp theo, cần một thời gian dài nữa. Cái thứ hai rằng là gì, là khi mà khan hiếm về nguồn cung đất nền ở trong 105 cái địa chỉ đấy, thì ngược lại luật cũng đã ban hành là việc là gì, là việc mua bán việc bất động sản môi giới ấy, thì một trong những nguyên nhân mà gây sốt đất đó chính là môi giới mà. Thì môi giới bắt buộc là phải có chứng chỉ, phải làm trong sàn, đúng không ạ? Trước đây thì ai cũng có thể làm môi giới được, và đấy là một trong những nguyên nhân mà gây ra gì, tình trạng là gì, là aloso liên quan làm bất động sản và tăng cái giá bán lên, nhiều các bạn môi giới, nhiều phương, và ai làm thổi ra được. Nhưng mà giờ việc gì ạ, làm môi giới nó có cái quy định rất là rõ ràng mà không phải ai làm được. Cái nữa đó chính là cái việc mà thuế má. Các bạn biết rằng là áp dụng một khung bảng giá đất mới thì việc mua bán chuyển nhượng bất động sản sẽ phải đóng thuế theo đúng cái giá đất của bảng giá đất của địa phương theo Quốc Pháp 15. Thế vậy là gì, là mua bán chuyển nhượng đi chuyển nhượng lại thì sao, cái giá thuế đóng rất là cao, thì cũng sẽ gây cái việc là gì, các nhà đầu tư cá nhân nó sẽ hạn chế cái việc đấy, đúng không ạ? Thì đấy là những, các bạn thấy là gì, là khi mà siết thì người ta cũng siết luôn cái nguồn cầu luôn, chứ không phải là dễ dàng, đúng không ạ? Và mua bán bất động sản bây giờ phải chuyển khoản ngân hàng đấy, và rất nhiều người sẽ sợ vì điều tra thu nhập vân vân, nó sẽ gây cái việc là gì, là cầu nó sẽ không có nhiều nữa. Thì đấy là cái điều, đấy là điều rất là quan trọng. Thì các bạn thấy rằng là gì, là rất khó để mà tất cả các nơi hay là rộng mà tăng giá được, nếu có nó chỉ là số ít thôi. Cái tiếp theo nó liên quan đất nông nghiệp, đúng không các bạn? Ở Việt Nam chúng ta thì đất nước mà có tiềm năng nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, và một nông nghiệp thì tôi nghĩ rằng sẽ vẫn là một cái mũi nhọn rất là quan trọng. Thế nên là cái việc mà chuyển nhượng đất nông nghiệp, cho phép chuyển nhượng đất nông nghiệp đó, thì một cái điều rất là quan trọng. Và cho nông nghiệp đa dụng thì theo quan điểm của tôi, mục tiêu chính nó là việc là gì, đã phát triển nông nghiệp số lượng lớn quan trọng hơn, đúng không ạ? Số lượng cho các doanh nghiệp có thể gom được đất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp số lượng lớn, đúng không ạ? Tức là phát triển những cánh đồng hàng trăm hàng nghìn hecta để đưa công nghệ, đưa sản xuất vào để phát triển được các cái vùng trồng chuyên nghiệp, các cái vùng trồng dược liệu, các vùng trồng hoa màu, các vùng trồng các loại chuyên canh chuyên sâu, để mà tăng được cái lợi nhuận cho cái bà con phát triển nông nghiệp. Cái thứ hai nữa là gì, các bạn biết rằng trước đây ấy, thì là khi mà các doanh nghiệp làm dự án thì có 3 hình thức: đấu giá, đấu thầu, và đặc biệt là một trong hình thức mà các doanh nghiệp làm nhiều nhất, đó chính là mua gom và xin chấp nhận chủ trương. Thì cái hiện nay luật mới đã đưa ra là gì, là không còn cái chuyện chấp nhận chủ trương nữa, mà luật mới sẽ đưa ra cái việc nhà nước sẽ đứng ra gom, làm dạy là gọi là đền bù giải phóng mặt bằng, và giao cho đấu giá, và doanh nghiệp mà muốn làm bất động sản phải đấu giá. Thế như vậy là gì, là người mà có cái bất động sản, người mà có cái ruộng, có nông nghiệp đấy thì sẽ được đền bù theo cái giá nhà nước quyết định thôi, đúng không ạ? Nên là không có chuyện tranh lệch quá nhiều nữa. Thì cái việc này nó giảm cái việc gì, là tránh tranh chấp kiện tụng kéo dài trong việc bất động sản, và nó giúp cho các doanh nghiệp làm cái dự án nó sẽ tốc độ nó nhanh hơn, đúng không ạ? Chứ không phải cái chuyện rằng là gì, là bây giờ đất lúa mà tăng được giá. Hiện nay cho phép chuyển nhượng và bắt buộc chuyển nhượng vẫn phải là làm nông nghiệp, làm gì có chuyện là mua đất các bạn cá nhân bình thường mà mua đất nông nghiệp xong là chuyển đổi lên lọ chai được, làm gì có chuyện đấy, đúng không ạ? Rất khó, chuyện đấy không đúng ngành, không làm được, mà nhà nước sẽ đứng ra chỉ thu gom mua hồi và đứng ra trách nhiệm giải phóng đền bù cho các cái người dân, và doanh nghiệp muốn làm cái đất đấy phải đấu giá và theo đúng quy hoạch, đúng không ạ? Còn cái chuyện mà nông nghiệp đa dụng, các bạn biết rằng là gì, là không phải chỗ nào cũng các bạn cũng có thể chuyển dụng lúa thành quán cà phê, hay là chuyện dùng lúa làm kinh doanh được, nó phải đúng quy hoạch, đúng không ạ? Và cái câu chuyện tôi nói rồi, đó chính là gì, là cái người, một là phải đúng quy hoạch, đúng không ạ? Có phải và có hai là gì, có phải ai cũng làm cái điều đấy đâu, ai cũng mở, ai cũng có dụng mà làm quán cà phê thành công á, làm gì có chuyện đấy, đúng không ạ? Thế là các bạn phải hiểu rằng là gì, là sâu xa của việc luật ban hành mới ra nó làm cho thị trường minh bạch hơn, nó làm cho cái người dân phát triển hơn, nó làm cho doanh nghiệp dễ thở hơn, phát triển hơn, kinh tế đất nước phát triển lâu dài bền vững hơn, tránh lãng phí nguồn tài nguyên, quan trọng nhất đó là đất, đúng không ạ? Và làm cho người dân có cuộc sống nó tốt hơn, tránh kiện tụng, tránh tố cáo, vẫn hạn chế việc đấy, đúng không ạ? Phát triển bền vững, chứ không phải là luật để ra để mà cho đất tăng vọt lên. Và cái điều quan trọng đó là gì, là dân không có tiền trong mấy năm vừa qua, đúng không ạ? Kinh tế không phát triển được, bảo họ là muốn cái thị trường phục hồi thì kinh tế phải phát triển đâu đó phải 3-4 năm liên tục GDP phát triển, xuất khẩu nhập khẩu phát triển các bạn nhé. Thế nên là rất nhiều các bạn chia sẻ rằng là cái việc đất nông nghiệp hay là đất nền mà tăng giá thì theo quan điểm của tôi thì nó không phải là như thế.